Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì Tổ đình Chùa Hội Khánh, trưởng ban tổ chức khóa tu cùng chư Tôn Đức trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong buổi pháp thoại sáng hôm nay chia sẻ đến tất cả quý vị với chủ đề Niệm Phật ngược dòng sanh tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây nói niệm Phật ngược dòng sanh tử là chỉ rõ cho tất cả hành giả tu theo pháp môn niệm Phật thấy rõ được niệm Phật là con đường thoát khỏi cái khổ đau sanh tử luân hồi. Bởi vì tất cả chúng ta sanh ra có mặt ở trên thế gian này thì ai cũng trải qua bốn cái giai đoạn vô thường, hay là còn gọi là bốn cái khổ đó. Thứ nhất là sanh, thứ hai là già, thứ ba là bệnh, thứ tư là gì? Thứ tư là tắc thở, phải không? Có ai tránh khỏi bốn giai đoạn này không? Chắc không ai tránh được hết, phải không? Mà trên thế gian này, quý vị nhìn kỹ, khổ nhiều hay vui nhiều? Có vui, có khổ, nhưng mà cái khổ nó nhiều. Đúng không quý vị? Cho nên Đức Phật ra đời là cũng để giúp và chỉ cho chúng ta những con đường thoát khổ. Mà trong những con đường đó thì con đường niệm Phật thì được chư Tổ khẳng định là con đường dễ đi mà chắc chắn thành tựu. Con đường dễ đi đó cho nên được nhiều người chọn, nhiều người thực hành. Mà bên cạnh đó cũng có một số đứng bên ngoài nhìn vô thấy, rồi cho đây là cái pháp tu dành cho ông già bà lão sắp tắt thở mới tu. Đó là cái nhìn lệch lạc. Thì hôm nay tất cả chúng ta có một ngày niệm Phật an lạc thì cùng tìm hiểu lại cái lời dạy của Đại sư U Đàm trong cái bộ Liên Tông Bảo Giám. Đó. Thì Đại sư U Đàm nói, phàm người tu tịnh độ rõ ràng muốn chống lại sanh tử, không phải chỉ nói liền xong, nên nghĩ đến vô thường mau chóng, thời gian chẳng đợi người, cần phải làm cho được một việc này. Nếu tin được thì từ hôm nay trở đi nên phát khởi tâm đại dũng mãnh, đại tinh tấn, đừng hỏi rằng thể hội hay không thể hội, thấy tánh hay không thấy tánh, chỉ cần nắm chặt một câu Nam Mô A Di Đà Phật như dựa vào ngọn núi Tu Di chẳng lay động. Đó, thì quý vị thấy Đại sư U Đàm khẳng định người tu tịnh độ rõ ràng là muốn gì? Ra khỏi cái khổ đau sanh tử luân hồi. Đó, mà muốn ra khỏi cái sanh tử này thì Ngài khẳng định không phải chỉ nói liền xong. Đó, thì ngay cái câu này quý Phật tử phải hiểu cho rõ. Mình học Phật, mình nghe giảng, mà nghe giảng rồi bỏ qua, hay là nghe giảng để làm gì? Nghe rồi để tu, phải không quý vị? Để thực hành. Giống như cái người có cái bản đồ trong tay, là chúng ta đọc kinh, đọc sách, nghe giảng, nhưng mà chỉ dừng ở chỗ đó, có bản đồ
mà không chịu đi thì quý vị thấy có về đến nhà được không? Không về đến nhà được. Chẳng hạn nhiều Phật tử nghe giảng đọc kinh sách thì thôi rành lắm, cái gì cũng thuộc hết, nói cái gì cũng hiểu hết, nhưng mà làm không làm thì quý vị thấy người này được lợi ích chân thật không? Không được, phải không quý vị? Chẳng hạn như quý Phật tử đầu năm thường vô chùa nguyện với Phật gia hộ cho gia đình con được bình an, được sức khỏe, được nhiều cái niềm vui thuận lợi, nhưng mà ra khỏi chùa thì sao? Bán xì ke, ma túy, đánh bài, đánh bạc, sát sanh, hại vật đủ thứ hết, thì được bình an không quý vị? Được bình an nổi không? Không nổi, phải không? Cho nên ở chỗ này, quý Phật tử phải thấy cho rõ, học Phật không phải dừng ở chỗ học, mà phải tiến thêm một bước nữa là phải ứng dụng thực hành. Chẳng hạn quý Phật tử vô chùa, đầu tiên được chư Tăng, chư Ni trao cho mình năm giới, mà mình quy rồi có mình lặng mất tiêu, không thấy mặt thấy mài đâu hết, tới chừng ngáp mới thấy mặt, không quý vị? Rồi cái nói thôi nhờ ngáp tắt thở, rồi nhờ thầy cầu siêu giùm, phải không? Mà cả đời không thấy mặt thấy mài đâu hết. Mỗi đêm có thờ Phật thì cắm cây nhang trả nợ cho Phật thôi. Cây nhang cà siêu cà vẹo đó coi như là trả nợ. Rồi rong rủi không ứng dụng năm giới vào trong đời sống của mình. Năm giới là gì? Không sát sanh. Thứ hai là gì? Trả bài coi. Thứ hai là không trộm cướp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư là gì? Không nói dối. Thứ năm, không uống rượu bia, các chất sai nghiện. Giữ năm giới này là tròn cái đạo đức của một con người. Mà giữ năm giới này thì quý Phật tử gặt hái được năm cái quả lành trong cuộc sống. Không sát sanh mà ăn chay phóng sanh được cái quả gì? Sống lâu ít bệnh. Mình không trộm cướp còn biết bố thí cúng dường thì được kết quả gì? Giàu sang phú quý. Thứ ba, vợ chồng không có tà hạnh thì được quả báo gì? Gia đình hạnh phúc. Thứ năm, quý Phật tử không nói dối, không nói hung ác, không nói thêu dệt, không nói đâm thọc thì được cái quả gì? Lời nói ai cũng tin, phải không? Rồi cái thứ năm, không uống rượu bia, các chất sai nghiện xì ke ma túy thì được cái quả gì? Thông minh trí tuệ. Như vậy năm cái kết quả tốt đó: sống lâu ít bệnh, giàu sang phú quý, gia đình hạnh phúc, nói có uy tín. Thứ năm là thông minh trí tuệ. Mà mình nhận năm giới rồi, mình không thực hành, không giữ, thì mình được năm cái kết quả này không? Được năm cái kết quả hạnh phúc này không quý vị? Bây giờ quý vị mỗi ngày lại Phật xin thì Phật có cho năm cái quả phước này không? Hay là mình phải làm theo lời Phật? Quý vị trả lời coi, xin Phật cho hay là tu theo lời Phật dạy? Trả lời mạnh mạnh coi, tu theo lời Phật dạy, phải không? Nhưng mà Phật tử mình thích xin hay thích tu? Trả lời coi. Đó, thích tu, thích làm đúng thì có trí tuệ, phải không? Còn mình xin Phật mà Phật dạy lỗ tai này nó bay qua bên kia thì xin hoài chắc Phật cũng không cho được, phải không? Vậy quý Phật tử thấy học Phật là để làm gì? Để trả bài hay để làm gì? Học Phật để tu, để thực hành. Quý vị chịu thực hành không? Chịu không quý vị? Đó. Chịu thực hành.
thì giống như là người có ăn thì mới no, có uống thì mới hết khát, phải không? Còn không lo ăn, không lo uống mà cũng cứ đòi mình được no, được hết khát thì cái đó chỉ là tưởng tượng thôi. Mà Thầy hỏi quý Phật tử một câu nha, ở ngoài thế gian người ta nổ về tài sản á, gặp ai cũng nói nổ hết phải không, khoe khoang. Mà mình đi tu học nhiều á, không khéo có vướng vào cái nổ này không? Gặp ai cũng khoe tôi hiểu kinh này, tôi hiểu bài kinh kia, kinh Kim Cang, kinh này, kinh nọ, đủ thứ hết, đúng không quý vị? Mà đụng vô phiền não còn nhiều hay ít? Trả lời coi. Mình cũng đôi khi cũng nổ quý vị. Tôi đi tu mấy chục khóa rồi, tôi ăn chay mấy mươi năm rồi, phải không? Tôi đi chùa này mấy mươi năm rồi, nhưng mà đặt câu hỏi lại, bớt tham được mấy mươi phần trăm, bớt sân được mấy mươi phần trăm, bớt si được nhiều hay ít? Hay là gì, chỗ ngồi này là của tôi nha, không được ngồi chỗ này, lui ra phía sau. Vậy thì mấy mươi năm đi tu để dành chỗ ngồi, có phải không quý vị? Đó, cho nên cái câu này quan trọng lắm, không phải nói liền xong. Mình học Phật được bao nhiêu, thực hành liền bấy nhiêu. Truyền năm giới mình nhận rồi, mình ráng giữ. Giữ đó là giữ cái đạo đức của mình, giữ đó là để gì? Bỏ cái xấu, cái dở nơi thân, nơi miệng, nơi tâm ý. Thì cái xấu, cái dở dừng được đó thì cái tốt, cái lành nó tăng trưởng. Ai cũng mong mình có phước hết, phải không quý vị? Ai cũng mong mình có phước. Phước là những cái hạnh phúc, cái an vui chúng ta được ở trong cuộc đời này. Mà muốn có phước thì phải làm gì? Muốn có phước phải làm gì? Muốn có phước thì phải tạo phước. Muốn có phước thì phải gì? Làm phước. Đồng ý không quý vị? Đó. Còn muốn có phước mà cứ đi xin không à? Đó, xin đền này miếu nọ đủ thứ hết. Rồi xin xong rồi hứa trả lễ, phải không? Đó, đôi khi cái mình nguyện Bồ Tát gia hộ cho con bán được căn nhà này, con hứa cũng trả lễ cái mái che cho Bồ Tát, phải không quý vị? Con nguyện Bồ Tát Phật gia hộ cho con làm được cái này, con say con tạ ơn Ngài. Mình vô tình mình nhờ Bồ Tát đi đòi nợ cho mình, có phải không quý vị? Mình nhờ Bồ Tát đi bán giùm mình cái này cái kia, có không quý Phật tử? Mà đòi nợ được hoặc là làm ăn được mới là hứa cúng nha. Còn không được thì sao? Bỏ luôn, bye bye luôn, phải không quý vị? Vậy thì chúng ta đệ tử của Phật mà hiểu Phật nhiều hay ít, cái đó là hiểu sai Đức Phật. Phật dạy mình là dạy nhân quả, phải không? Cái nguyện đó, cái cầu xin nó cũng là một phần nhỏ thôi, chứ không phải là cái chánh. Nhớ như vậy. Dạy mình là dạy con đường. Con đường này lành tốt nên đi, con đường kia xấu ác dẫn tới khổ đau nên dừng, đừng có đi. Đó là đạo Phật. Đạo Phật dạy là chỉ chúng ta rõ con đường nên đi và con đường tối tăm khổ đau đừng nên đi. Thì cũng như vậy, quý Phật tử thấy mình niệm Phật thì ở đây Ngài U Đàm nói là để chống lại sanh tử, mà ngồi đó cứ nói không à, tôi niệm Phật, tôi niệm Phật, nhưng mà không chịu niệm, thì quý vị ra khỏi sanh tử nổi không? Nói không mà không niệm thì làm sao mình
bước đi trên con đường đó được. Cho nên mình đi tu là để gì? Quý Thầy nhắc nhở mình cho mình tỉnh. Quý vị thấy mình tu ở đây về cái rồi, lâu ngày nó cũng nguội, nguội cái tâm tu mình. Cái việc trần á, nó tiến tới, nó khỏa lấp, làm mình yếu đi. Thì nhờ những khóa tu này, quý Thầy hâm nóng cái tâm tu của quý Phật tử lại. Các bạn đạo tương trợ mình, làm cái tinh thần tu của mình nó mạnh lên. Mà nó mạnh chừng nào, mình tu càng tiến chừng đó. Mà tu có tiến thì con đường ra khỏi sanh tử của mình càng nắm chắc trong tay. Vậy quý Phật tử thấy mình nên đi tu một ngày hay nên ở nhà mở tivi coi, bên nào có lợi hơn? Ở đây mình đi tu dù có đau chân, có mỏi lưng, niệm Phật nhiều, tụng kinh nhiều, có mỏi miệng, nhưng mà có an lạc chân thật trong tâm của mình. Quý vị đồng ý không? Đó, an lạc ở chỗ nào? Mình vô chùa tu, thân không làm các việc ác, miệng sao? Không nói các lời ác, lo niệm Phật tụng kinh. Rồi tâm ý vô đây có giận, có hờn ai không? Tâm ý không nghĩ ác, thì đó là gì? Một ngày tu an lạc đó quý vị. Giờ khi mình nói tu an lạc là sao? Không hiểu. Tu an lạc là trong ngày đó ba nghiệp của mình, thân, miệng, ý đều là cái lành, cái tốt. Mà đã là lành tốt thì có niềm vui, có phải không quý Phật tử? Còn giận hờn cự cãi, hơn thua phải quấy ở thế gian, vui hay khổ? À khổ, phải không? Cho nên quý Phật tử về chùa tu để gì? Lượm công đức. Công đức này còn quý hơn vàng, bạc, châu báu, kim cương ở thế gian nữa. Tại sao vậy? Vàng, bạc, kim cương đó quý vị thấy tắt thở, bỏ hết. Còn công đức mình tu, Đức Phật nói là sao? Nó theo mình như bóng với hình, không bao giờ rời xa mình. Vậy quý Phật tử có chịu về chùa lượm công đức tu hành không? Chịu không? Đó. Thì ráng cố gắng lượm nha. Người nào khôn ngoan đó thì biết lượm cái công đức tu. Còn không có cái sáng thì lượm cái xấu, cái dở, cái ác đó. Thì ai khổ đau quý vị? Mình khổ đau, phải không? Mình khổ đau chứ không phải ai khổ đau hết. Mà Ngài nói nên nghĩ đến vô thường mau chóng, thời gian chẳng đợi người, cần phải làm cho được một việc này. Nhớ giùm cái câu này. Làm cho được một việc này là việc gì? Là cái việc niệm Phật ra khỏi sanh tử luân hồi. Phải làm cho được. Mà tại sao cần phải làm cho được? Ngài dạy nên nghĩ đến vô thường mau chóng. Quý vị tu mà muốn tiến, muốn được cái tinh tấn, muốn được vững bền ở trong đạo, thì phải quán xét vô thường. Ở trong chùa, mỗi chiều quý Thầy tụng kinh đều đọc cái bài kệ cảnh tỉnh vô thường hết. Chữ Hán Việt là thị nhật dĩ quá, dịch ra tiếng Việt là một ngày đã qua, mạng theo ngày giảm, như cá cạn nước có gì là vui. Đại chúng tinh cần tinh tấn, như cú lửa cháy đầu. Một ngày qua rồi thì làm sao quý Phật tử? Màn đêm buông xuống thì mạng sống của mình có phải bớt lần đi không? Có phải không quý vị? Nó giảm dần. Rồi chư tổ ví, nó giảm một ngày đó thì như cá ở trong ao, trong hồ,
nước dần cạn đi. Mà thấy rõ cái đó rồi thì những cái vui ở thế gian á, nó không còn đủ sức nó lôi mình. Nó càng yếu đi bởi cái tâm của mình sáng suốt giác ngộ. Mà thấy vô thường mau chóng như vậy, cận kề như vậy, thì đối với việc tu phải sao? Siêng cần tinh tấn, là mình siêng không ngại mỏi mệt, không ngại nóng lạnh, không ngại gian lao khó nhọc. Tu như cú lửa cháy đầu. Tại sao phải như vậy? Quý vị thấy lửa mà nó rớt trên đầu mình thì để yên cho nó cháy hay là phủi xuống liền? Phủi xuống liền dứt khoát, phải không? Thì chư tổ cảnh tỉnh mình, niệm Phật cũng phải như vậy. Một ngày là phải niệm Phật một ngày, không có hẹn mai tôi niệm Phật, tháng sau tôi đi tu, mai mốt tôi rảnh việc tôi tu, không hẹn. Bởi vì mình thấy rõ vô thường đang đuổi gấp mình rồi. Một ngày qua, một năm qua, mạng sống đang giảm dần. Quý vị có thấy mạng sống chúng ta đang giảm dần hay không? Thấy rõ ràng chưa? Nếu mà thấy rõ ràng đó thì chúng ta sống rất là tích cực trong cuộc đời này. Mình sẽ thương yêu mọi người chung quanh, không còn ghét người này, giận người kia. Mình còn ghét, còn giận, tranh giành tài sản, tranh giành từng tấc đất, hơn thua phải quấy lẫn nhau là do đâu? Đều do chúng ta mê lầm, thấy mình sống dai. Còn nếu mà đi khám bác sĩ tuyên bố quý vị bệnh giai đoạn cuối rồi, thôi đem về đi, thích ăn cái gì cho ăn để rồi tắt thở, thì chừng đó bưng một mâm vàng tới mình còn thích nữa không quý vị? Buông hết tất cả, thở không nổi lấy gì thích nữa, đúng không? Bây giờ mình tưởng mình sống lâu, cho nên cứ trong cái vòng lẩn quẩn hơn thua danh lợi, giành giật lẫn nhau. Cho nên chư tổ nhắc tất cả quý Phật tử, nhắc tất cả người tu, dù xuất gia hay tại gia, nên nghĩ đến vô thường mau chóng. Quý vị nên nhớ cái này giùm quý thầy. Ngày xưa có vị thiền sư đó, cứ mỗi chiều màn đêm chuẩn bị buông xuống là ngài khóc, ngài rơi lệ. Ngài rơi lệ, ngài thấy là mình tu chưa thành tựu được cái gì hết, mà ngày tháng nó cứ qua nhanh như vậy. Mình đi tu có nghĩ tới cái đó không quý vị? Hay là ngày qua kệ ngày? Nhiều khi tu nói thôi hôm nay không niệm Phật được thì mai niệm. Tháng này không đi tu được, tháng sau đi tu. Cái đó là tâm tinh tấn hay là tâm giải đãi buông lung? Cái đó là tâm giải đãi buông lung. Còn một người mà thấy rõ vô thường á, được một ngày niệm Phật họ niệm liền. Hôm nay chùa Hội Khánh tổ chức khóa tu niệm Phật, họ đi tu liền. Bởi vì thấy vô thường nó đang thúc đẩy gần kề rồi, thì phải sao? Biết tích lũy, nuôi dưỡng cái việc tu tập. Để làm gì? Để trong cuộc sống này chúng ta đủ cái sự vững vàng trước mọi phong ba bão táp bằng cái sức chánh niệm niệm Phật của mình. Và chúng ta đủ sức tỉnh giác khi đối diện với sanh tử, là cái chỗ cuối cùng cuộc đời ai cũng phải trải qua hết. Mà thầy hỏi quý Phật tử, chúng ta có phải đối diện với sanh tử không? Có không quý vị? Ai cũng phải có hết, không ai tránh được hết, phải không quý vị? Chết kiểu này kiểu kia, bệnh mất, tai nạn mất, đủ thứ. Nhưng mà lấy cái gì để đem theo? Đức Phật chỉ mình nghiệp đem theo, phải không quý vị? Nghiệp lành dẫn đi
thọ sanh, cõi lành, trời, người, Atula. Tạo nghiệp ác thì sanh cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tín nguyện niệm Phật, nương nhờ Phật lực, sanh qua cõi nước cực lạc của Đức Phật Di Đà. Chính phẩm hoa sen, mọi người tu đều được Đức Phật tiếp dẫn. Cực ác, hồi tâm niệm Phật thì hạ phẩm hạ sanh. Thượng phẩm thượng sanh là phàm phu niệm Phật, tích lũy công đức, nhất tâm bất loạn, thượng phẩm thượng sanh. Trung phẩm là gì? Là những người hiền, lành, đạo đức ở thế gian này có tín nguyện niệm Phật thì gì? Ở phẩm sen trung phẩm. Như vậy thì quý Phật tử thấy rõ ràng chính phẩm hoa sen đó nhất định chúng ta ở đây không ai lọt sổ hết, không ai rơi rớt hết. Tất cả người niệm Phật đều sẽ được thi đậu vào trường Đại học Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Bản nguyện Đức Phật Di Đà nói như thế nào? Nếu có chúng sanh nào trong mười phương chí tâm tin ưa cõi nước của tôi, trong một ngày đêm niệm danh hiệu của tôi từ 1 tới 10 niệm, nếu tôi không tiếp dẫn vãng sanh, tôi thề không thành Phật. Một ngày quý Phật tử niệm Phật hơn 10 niệm không? Hơn 10 niệm, đúng không vậy? Thì quý vị đừng sợ mình lọt sổ, có phải không quý vị? Đừng sợ mình lọt sổ. Mà quan trọng là gì? Mình phải đầy đủ tín nguyện hạnh đến gì? Hơi thở cuối cùng. Một con đường thẳng tắp này chúng ta đi cho trọn, đi cho vững, đi cho tinh tấn, đi cho bền chắc thì nhất định Đức Phật Di Đà đưa tay tiếp dẫn, nhất định cánh cửa quê hương cực lạc chào đón tất cả quý Phật tử. Vậy quý Phật tử có chịu về quê hương cực lạc không? Chịu về hay là ở đây để con khổ một chút nữa? Hả quý vị? Có nhiều người nói ở đây để độ chúng sanh, nghe coi bộ hoài quá, phải không quý vị? Đó. Mà hỏi mình phá được bao nhiêu phiền não rồi độ chúng sanh, đủ sức chưa? Mình có được như Bồ Tát Địa Tạng không? Được như Bồ Tát Quan Thâm chưa? Chưa, đúng không quý vị? Và một người đó đang đuối nước, mình không biết bơi, thì mình nhảy xuống nước mình cứu, thì đó là khôn chưa? Chưa, đúng không quý vị? Mình không biết bơi thì mình phải gì? Kêu người khác tới cứu, hoặc là thả người ta cái phao, hoặc là gì? Về sau này nhất định học bơi, bơi cho giỏi để sau này ai đuối nước mình cứu, đúng không quý vị? Kỳ tới tâm nguyện sanh về cực lạc cũng vậy. Người tu tịnh độ niệm Phật sanh về cực lạc để gì? Đắc cái thánh quả trong cái môi trường tu tập không thối chuyển đó, thành tựu được rồi trở lại Ta Bà rộng độ tất cả chúng sanh như Bồ Tát Quan Thế Âm, như Bồ Tát Địa Tạng Vương. Chừng đó mình bơi lội trong sanh tử mà không bị sanh tử nó chi phối mình, không bị các khổ thế gian làm cho mình khổ. Còn bây giờ khổ thì mình thấy thiệt là khổ, vì tâm mình chưa an, tâm mình chưa định, đúng không quý vị? Đó. Rồi kế đến Ngài dạy, nếu tin được thì từ hôm nay trở đi phát khởi tâm đại dũng mãnh, đại tinh tấn. Đừng hỏi rằng thể hội hay không thể hội, thấy tánh hay không thấy tánh, chỉ cần nắm chặt
một câu Nam Mô A Di Đà Phật như dựa vào ngọn núi tu di chẳng lay động. Quý vị thấy người tu tịnh độ dũng mãnh không quý vị? Nhiều người nói tu tịnh độ là yếu á, là thấp á, thì hãy nghe những lời khai thị của chư tổ. Niệm Phật mà như dựa vào ngọn núi tu di chẳng lay động, thì quý Phật tử thấy tâm niệm Phật này xiều xiều hay là rất là mãnh liệt. Người tu niệm Phật mà dựa vào câu Phật hiệu không lay động, thì quý vị thấy đây là cả một quyết tâm, đây là cả một cái tâm tỉnh sáng, nắm chặt danh hiệu Phật. Đại dũng mãnh, đại tinh tấn là gì? Đại dũng mãnh là dù trời lạnh mình cũng giữ không bỏ một ngày, dù trời nóng mình cũng niệm Phật không lìa một ngày, không rời một thời khóa, lạnh nóng đều tu được. Đại dũng mãnh là gì? Mình đến chùa, thầy thương, bạn thương, mình cũng gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đi đến chùa, người này liếc mình, người kia nói sóc mình, người nọ nói quan mình, thì mình nên lùi hay nên tiến? Nên tiến, tiếp tục niệm Phật. Đại dũng mãnh, đại tinh tấn là như vậy. Chứ không phải mình đi tu vô chùa rồi người ta nhìn một cái mình cũng thấy khó chịu, nghe người khác nói một câu mình cũng giận, nghe người nọ soi mình một câu về buồn mấy ngày, tôi không thèm đi tu nữa. Vậy thì yếu hay là dũng mãnh? Tu vậy quá yếu. Mà ở đây có ai quá yếu không hay mạnh? Chắc thầy tin cũng mạnh cho nên mới còn ngồi đây, không quý vị? Vậy thôi dũng mãnh cả đời luôn nha, quý Phật tử chịu không? Tu như vậy đó quý vị mới xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật. Đại dũng mãnh, đại tinh tấn. Nắng mình cũng tu, mưa mình cũng tu, lạnh mình cũng tu, nóng mình cũng niệm Phật. Không có xe mình đi bộ tới chùa. Bây giờ xe đầy hết quý vị. Hồi xưa phải đi bộ, đi xe đạp, bây giờ phương tiện rất nhiều. Có phải không quý vị? Mình phải quý cái được tu. Sắp xếp việc nhà xong rồi thì cầm sáu chuỗi lên, Nam Mô A Di Đà Phật. Được không quý Phật tử? Đó. Mà thầy dặn cầm sâu chuỗi chứ đừng cầm điện thoại nha. Bây giờ thầy thấy cái điện thoại làm cực mình lắm á. Nhiều khi thời gian cầm điện thoại còn nhiều hơn cầm cái bảo bối sâu chuỗi để niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa đó. Quý vị có đồng ý không? Thường thường thầy nói đùa, không lo niệm Phật mà lo nhớ điện thoại nha. Lúc mà sắp ngáp ngáp không nhớ Nam Mô Di Đà Phật, cứ nhớ điện thoại của tôi đâu rồi là thôi. Chừng đó Phật Di Đà không rước mà điện thoại nó rước mình á. Có không quý vị? Đi theo nó, đi theo về cõi nào cũng không biết được, về cõi tối tăm mịt mờ. Cho nên quý Phật tử phải cảnh tỉnh cái chỗ này. Cái câu mà Ngài U Đàm nói á, đại dũng mãnh, đại tinh tấn rất là quan trọng. Đa số chúng ta tu mà không có thành công là do thiếu cái này, thiếu cái đại dũng mãnh, đại tinh tấn. Tu mà cái bị la vô cái thấy khó khó cái thôi không muốn nữa, thích cái gì nó dễ dễ á, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị nghiệm lại, cái người mà thấy vô thường á thì dù hoàn cảnh nào người ta cũng tu được hết. Do mình không có trí tuệ, không có giác ngộ, cho nên gì? Tâm nó yếu đuối. Còn nếu mà mình tu bằng cái trí tuệ, bằng cái giác ngộ,
thấy rõ vô thường mau chóng thì nhất định quý vị tu rất là tinh tấn. Đó, rõ ràng không nghi ngờ. Thầy rất là thích cái câu niệm Phật mà như ở đầu đi không lay động. Nhớ nha quý vị, người niệm Phật như dựa vào ngọn núi tu di lay động. Không lay động là sao? Người ta chê mình cũng đừng gì lay động. Người ta khen mình cũng đừng sao? Cũng đừng lay động. Nhớ vậy nha. Chứ không phải mình đi tu Nam Mô A Di Đà Phật, cái ta chê bà đó mà tu gì, bà đó mà niệm Phật gì, miệng Nam Mô bụng bồ dao găm, về buồn, thôi tôi không thèm niệm Phật nữa. Phải không? Hoặc là mình đi tu rồi ai khen cô niệm Phật hay quá, giỏi quá, chừng đó mình ngồi trên mây không à, không ngồi trên nền chùa Hội Khánh nữa. Thì đó lai động hay là không lai động? Nó lai động rồi, phải không? Cho nên quý vị niệm Phật á, nhìn lại tâm mình, xem cái sức tu của mình tới đâu. Ta khen, tâm mình có rung rinh không? Người ta chê, tâm mình có bị gió nó thổi không? Ngay chỗ đó mình biết mình tu tới đâu. Khen mình biết cái đó tốt, mình ráng mình giữ, phát huy. Còn chê biết mình dở rồi, mình càng khắc phục, sửa đổi để mình càng gì tiến bộ hơn. Thì đó là có cái sáng suốt, có cái trí tuệ trong cái việc tu hành. Phải chuyên tâm nhất ý hoặc tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, nhớ nghĩ mà niệm, hoặc dùng pháp thập niệm, hoặc mặc niệm, chuyên niệm, buộc niệm, lễ niệm, mỗi niệm hằng giữ cho hiện tiền, thường nhớ thường niệm, sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm niệm luống qua, câu niệm Phật chẳng rời tâm, ngày ngày giờ giờ đừng buông bỏ, miên mật khích khao như gà ấp trứng, thường giữ cho hơi ấm tiếp nối nhau như thế, tức là gì? Tịnh niệm tiếp nối. Đó, quý vị niệm Phật theo cái pháp nào? Thập niệm, hoặc là tu có thời khóa, hoặc là gì? Quán tưởng niệm Phật gì đó. Nhưng mà trong các pháp niệm Phật thì trì danh niệm Phật là dễ thực hành nhất, là giữ cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thì trong đây Đại sư U Đàm dạy thường nhớ thường niệm. Nhớ cái then chốt này, thường nhớ thường niệm. Hãy mình rảnh thì gì? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong một ngày sắp xếp việc nhà xong hết, ổn hết, thì quý vị có một cái thời gian dành hoàn toàn cho chính mình qua cái pháp tu chánh niệm trì danh này. Ngồi yên lại 15 phút, nửa tiếng hoặc một giờ đồng hồ, tùy theo hoàn cảnh gia đình của mỗi người, đem hết thân miệng ý hoàn toàn vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi tâm quý vị nhớ biết rõ cái danh hiệu Phật đó, thì quý vị lưu ý tâm mình an trụ nơi câu Phật hiệu, thì những cái suy nghĩ loạn động á, chúng ta buông được. Mà buông được cái suy nghĩ loạn động trong tâm mình á, thì lúc đó mình có an vui trong cuộc sống. Mà có an vui là nhờ gì? Cái chánh niệm niệm Phật. Mà có an vui đó thì những cái gì? Tâm buồn, tâm giận, tâm lo, tâm tức, thương, ghét, mình buông được nhẹ nhàng.
mà buông được cái đó rồi, chỉ còn 6 chữ hồng danh thôi, thì lúc đó quý vị thấy rất rõ, càng niệm Phật càng có niềm vui. Cho nên quý vị lưu ý nha, quý vị niệm Phật mà có đắc lực á, trong tâm an, cho nên gì? Hình sắc quý vị càng ngày càng tươi ra, càng ngày càng đẹp ra, phải không quý vị? Tâm an thì sắc diện bên ngoài cũng an theo đó. Còn tâm mình quạo thì bên ngoài nó an hay nó quạo? Bên ngoài nó quạo theo, có phải không? Một người thường hay nóng giận, thường hay bực bội, thì quý vị nhìn người đó xấu hay đẹp? Dù người đó có đẹp cỡ nào mà họ đang bực cũng thành xấu hết, có phải không quý Phật tử? Còn người mà có tâm hoan hỷ nhẹ nhàng, quý vị gần á, quý vị thấy an lạc không? An lạc rõ ràng, đúng không quý vị? Cho nên được cái này, được cái an này là bằng phương pháp gì? Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên gặp cảnh khổ đừng than, mà phải làm sao? Niệm Phật nhiều hơn. Chịu không quý vị? Đó, con cái nó quậy mình đừng khóc, mà phải làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn. Càng tu càng chuyển nghiệp. Mình tu mà con cái nó quậy mình hoài, tốn tiền tốn bạc gì nó, thì phải nghĩ gì? Nhờ tu mà mau trả hết nợ với đứa này, có phải không quý vị? Đứa con nào nó quậy hoài là mình mắc nợ nó, quan trái nên lên nó đòi. Thì hôm nay mình niệm Phật trả cho nó xong. Thay vì buồn trách sầu khổ thì thầy khuyên sao? Thường nhớ thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bớt buồn bớt khổ, bớt lo bớt rầu. Khỏe không quý Phật tử? Tu vậy càng khỏe, càng tu càng có niềm vui, càng tu tâm mình càng vững chãi, càng tu mình càng đứng vững giữa mọi phong ba cuộc đời. Cho nên Ngài U Đàm Ngài nói đại dũng mãnh là như vậy. Người tu càng tu tâm càng vững, càng tu trí mình càng sáng, càng tu càng ham tu. Chứ đừng bao giờ tu thấy tôi đau chân quá, mỏi miệng quá, mỏi lưng quá, nhưng mà đi chơi không thấy mỏi. Cái đó là yếu hay là mạnh? Yếu, mê chơi hơn mê tu, đúng không quý vị? Mình phải đổi lại, mê tu hơn mê chơi, đồng ý không? Ham tu hơn ham chơi thì mới xứng đáng là một người Phật tử đó. Sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm đó. Người tu mà được chỗ này rồi á, thôi đại an lạc, giải thoát tràn trề. Giải thoát không phải là chết là giải thoát nha. Giải thoát là gì? Đây là chỗ này, sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm. Nhờ cái câu Nam Mô Di Đà Phật này mà tâm mình không dính, không chạy theo các cảnh trần bên ngoài, đó là giải thoát. Người ta khen mình không mừng, có phải giải thoát tiếng khen không? Người ta chê mình không buồn, có phải mình được giải thoát bởi tiếng chê không quý vị? Người ta cho tiền mình nhiều, mình càng đi bố thí cúng dường, có phải giải thoát tâm tham không? Giải thoát ngay trong cuộc sống này, không bị những cái tâm xấu, tâm dở nó trói mình, không bị những cái phiền não nó làm cho mình khổ đau, đó là giải thoát. Mà muốn được cái này đó, thì Ngài U Đàm nói phương pháp dễ nhất là gì? Một ngày sáng cũng gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị trước khi bước xuống giường, tỉnh nằm trên giường hoặc là ngồi dậy, trước khi bước xuống giường tập cho mình niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ tập như vậy, trước khi bước xuống giường
Mình ngồi dậy đó, tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu. Sáng sớm là mình nhớ Phật liền tức khắc. Ngoài thời khóa ra thì chúng ta tập như vậy. Rồi trước khi đi ngủ, quý Phật tử mót mót niệm Phật được không? Trước khi vào giấc ngủ, mình mót mót niệm Phật cũng được. Đúng không quý vị? Nhất là vào chùa Hội Khánh tu là thời gian niệm Phật được nhiều hay ít? Nhiều lắm quý vị. Ngoài thời khóa ra, đi bộ trên sân Nam Mô A Di Đà Phật, có phải không quý Phật tử? Rồi vào giấc ngủ mình cũng gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Mà quý vị nhớ nha, niệm Phật ở chùa được an lạc một ngày hôm nay thì thầy nhắc lại, đem cái an lạc này về nhà luôn giùm quý thầy. Đừng có ở chùa an lạc cười tươi rói, về nhà thì cái mặt chào quạo. Đi tu vậy mai mốt trong nhà mỗi lần nghe má ba ông bà đi tu mà đi về quạo quá, mỗi lần đi tu con cháu nó vui hay nó sợ? Đi tu mà về la quá thôi nó sợ, phải không quý vị? Cho nên nhớ giùm nha, trong đây niệm Phật thì về nhà phải làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật giùm quý thầy được không? Về nhà nở nụ cười tươi rói với gia đình, chịu không quý vị? Thì mai mốt quý vị mà nói ngày đó má đi tu niệm Phật ở chùa Hội Khánh là thấy con cháu nó dẫn xe ra trước đó chờ rồi đó, nó má đi tu có hiệu nghiệm quá, về nhà bớt la rồi, mừng không quý vị? Nó đi tu lần vậy, đi tới đâu chỗ đó bình yên tới đó. Còn ba đi tu về chiều chiều cái rồi bỏ ăn xị, bỏ rượu luôn. Đó, đó là giá trị việc đi tu. Đi tu về bỏ đánh bài, bỏ đánh đề, bỏ la, bỏ mắng, bỏ chửi. Có phải gia đình là cõi cực lạc chưa quý vị? Có phải không? Gia đình tràn ngập niềm vui. Đó là mình là xây dựng cõi cực lạc trong gia đình của mình. Là đệ tử của Phật Di Đà là như vậy. Người niệm Phật là như vậy. Lúc nào cũng niệm Phật thì nhất định tâm chánh niệm thì bên ngoài cảnh nó sẽ an theo. Mà thầy hỏi thiệt quý Phật tử nha, bây giờ mình niệm Phật tốt hơn, quý hơn, hay là sau này tắt thở rồi niệm Phật giùm quý vị thì cái nào tốt nhất? Trả lời thiệt à, ngay lúc này quý vị tu là quý vị gì? Hưởng trọn phần công đức. Nhớ cái câu này trong kinh Địa Tạng giùm. Đọc cái câu này mình tỉnh liền tức khắc. Đừng có hẹn sau này tôi chết rồi con cái nó cầu siêu giùm cho tôi. Cái này cũng quý quý vị, cũng nên làm. Trong 49 ngày cũng nên làm. Nhưng mà quan trọng hơn là gì? Mình nên tu ngay trong lúc này. Nhớ giùm nha, nên làm việc lành ngay trong lúc này. Còn cái đó là cái hậu sự phía sau cũng không bỏ, nhưng mà phải xem trọng ngay trong lúc này hơn. Chư Tổ dạy, Phật dạy, tu như cứu lửa cháy đầu mà. Tại sao mình hay hẹn? Phải không? Muốn đi niệm Phật, hôm nay trời mưa lạnh lạnh quá thôi ở nhà ngủ, để tháng sau con đi. Hôm nay tới ngày phóng sanh rồi, mệt trong người quá, thôi để ngủ sáng hôm nay, để tháng sau con đi. Cái đó là tu tinh tấn hay là tu chờ hẹn? Cái đó cũng tu mà tu chờ hẹn. Mà quý Phật tử tu chờ hẹn nhiều hay tu tinh tấn nhiều? Chờ thầy nghe thầy mừng á. Ai nói tu tinh tấn nhiều á quý vị?
cho một chàng pháo tay. Mà thầy mong rằng không phải một Phật tử đã nói đâu, mà cả hội chúng ở đây đều phải khẳng định một đời của mình là tu tinh tấn. Chịu không quý vị? Vậy mới xứng đáng đi tu. Đừng có tu chờ hẹn, phải không? Chờ hẹn uổng lắm. Sau này tắt thở rồi, thầy nói à, bây giờ không lo tích lũy chứa nhóm mà niệm Phật làm các việc lành, sau này tắt thở rồi á, không biết đi đâu, phải không? Bây giờ mình niệm Phật tinh tấn, mình nguyện sanh qua cõi cực lạc, đó là mình gì? Có visa sẵn rồi, phải không quý vị? Chừng đi là đi thôi, có phải không quý vị? Niệm Phật rồi tín nguyện đầy đủ là có visa sẵn, có hộ khẩu sẵn, có lối đi sẵn, chừng đó đi thôi, phải không? Còn bây giờ không lo, lo vui, lo chơi, lo tạo nghiệp ác, chừng đó không biết Phật đến hay là quỷ vô thường đến, có phải không quý vị? Mà quý Phật tử chọn Phật Di Đà đến hay là chọn quỷ vô thường đến, chúng ta có quyền chọn. Mình muốn siêu hay muốn đọa, mình cũng có quyền chọn. Mình muốn về cực lạc hay muốn tiếp tục trầm luân sanh tử, mình cũng có quyền chọn. Mình chọn hết đó, chứ không ai chọn. Không phải Phật đẩy mình xuống đây, không phải Phật đưa mình vào cực lạc, đều do mình chọn hết. Mà quý vị chọn cái nào? Chọn siêu hay đọa? Chả lẽ tu rồi bị đọa, có phải không? Chọn đi lên, chọn cái tốt đẹp, chọn cái vui. Mà muốn được cái vui thì phải làm sao? Ngày ngày giờ giờ đừng buông bỏ, miên mật khích khao như gà ấp trứng, thường giữ cho hơi ấm nối tiếp nhau, như thế gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tu như vậy quý vị thấy xứng đáng không? Mỗi ngày mỗi giờ đều giữ chặt sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Rảnh là cứ nhớ Phật, niệm Phật. Một ngày phát nguyện nhất định bỏ thân này, Đức Phật Di Đà tiếp dẫn sanh về cõi cực lạc. Như vậy lúc sống mình cũng được an lạc, sau khi tắt thở rồi mình về cõi cực lạc. Như vậy sống có niềm vui, bỏ thân này cũng có niềm vui. Vậy thì nên tu hay không nên tu? Nên niệm Phật hay không nên niệm Phật? Quý vị trả lời coi. Nên hay không nên? Vỗ tay là phải tu đó nghe. Người tu hành có lòng tin chân thật, chỉ cần ghi nhớ trong lòng một câu A-di-đà Phật, đừng để rơi mất. Mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng lìa tâm. Không việc cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, an lạc cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. Như thế một niệm rõ ràng không mờ tối, đâu cần phải hỏi người khác để tìm lối về nữa. Quý vị thấy nghe mạnh mẽ không quý vị? Sống cũng một câu A-di-đà Phật, niệm như thế. Chết một câu A-di-đà Phật cũng niệm như thế. Có việc cũng một câu A-di-đà Phật giữ chặt, niệm như thế. Không việc rảnh rang cũng đừng bấm phim Hàn Quốc coi, tập này qua tập kia, mà phải làm sao?
Một câu A-di-đà Phật cũng niệm như thế. Một đời niệm Phật, chuyên tâm tinh tấn như vậy, một niệm rõ ràng không mờ mịt, thì Ngài nói đâu cần phải hỏi người khác để tìm lối về đó. Ngay đó là con đường trở về quê xưa của mình. Ngay một câu niệm Phật đó, ngay một tâm niệm niệm Phật thanh tịnh đó, chính là quê xưa, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là Đức Phật A-di-đà. Vậy nên niệm Phật tinh tấn chưa? Nên không quý vị? Sống cũng niệm Phật, buồn cũng niệm Phật, vui cũng niệm Phật, thở không nổi cũng sao? Càng niệm Phật nhiều hơn, đúng không quý vị? Lúc đó phải niệm Phật nhiều hơn để tắt thở thì đi về cõi Phật. Mạnh mẽ không quý Phật tử? Đại dũng mãnh, đại tinh tấn là như vậy. Rồi bên ngoài việc lành nào mình làm lợi lạc cho đạo pháp, cho xã hội, mình làm được cứ làm. Bao nhiêu công đức đều hướng về cõi nước cực lạc của Đức Phật Di Đà, thì nhất định ngay đó là con đường trở về quê xưa của mình, trở về quê hương cực lạc của mình. Thì có một câu chuyện như vậy để kết thúc. Thì Trần Thị là vợ của Diệp Vĩnh Sương, bà tánh từ ái, hay làm việc ân huệ. Lúc 40 tuổi, con trai bị suy lao, bà khấn Phật khoát phát nguyện ăn chay trường. Nhưng đứa con tội chướng nhiều, phước duyên kém, công đức của bà chưa đủ sức cứu vãn, nên bệnh nó chỉ tạm dứt rồi sau đó mãn phần. Do đứa con trai này nó chết sớm nên bà xét nghĩ kiếp người vô thường, rồi đem hết việc nhà ủy thác cho con và dâu, phần mình thì chuyên lo trì trai giữ giới. Bà thường riêng ở một gian tịnh thất, trong đó bà thờ cúng Quan Âm Đại Sĩ. Sớm hôm bà thành kính lễ bái, niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà và Bồ Tát Quan Âm. Bà hành trì như thế vài mươi năm, không ngày nào bỏ sót. Hành trì vài mươi năm nha quý vị, mà không bỏ sót thời khóa. Bà ưa bố thí, cứu kẻ khốn cùng cấp nạn, ai đến xin thì bà vui giúp đỡ và khuyên niệm Phật thoát khổ. Thì vào tháng 12, niên hiệu Dân Quốc thứ 5, đêm sắp từ trần, bà bảo quyến thuộc: con cháu cứ yên nghỉ đi, bà sẽ sanh về Tây Phương, đừng lấy làm kinh lạ. Nói xong bà vẫn niệm Phật mãi không thôi. Trong thân quyến còn chưa tin, nhưng đến sáng lại coi bà ra thế nào, thì thấy bà ngồi ngay thẳng, hướng về Tây, an tĩnh mà vãng sanh rồi. Đó. Thôi đến đây hết giờ, thì mong tất cả quý Phật tử ai nấy cũng đều siêng năng tinh tấn niệm Phật, làm các việc thiện, để một đời tu của mình có ích cho đạo, cho đời, cho bản thân, được niềm vui trong cuộc sống. Và mãn thân này thì tất cả đồng được dự nơi chính phẩm hoa sen. Nam mô A Di Đà Phật.